Kính thưa quý vị và các bạn, như mọi người thấy, đây là một chiếc xe hoa rất là đẹp quý vị. Quá tuyệt vời luôn. Đẹp luôn nha. Rất là đẹp trời. Quá đẹp em ơi. Xuất sắc. Cũng gần gần chớp rồi đó em. Rồi, hữu duyên làm được anh. Đúng rồi, quả thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên nói diễn bất tương phùng nha. Cho quầy thư xin kính chào quý vị và các bạn, thì rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người thân yêu trong kênh YouTube này của mình. Như mọi người thấy, bữa nay ngày 16 quý vị, tức là tối rồi, mà bây giờ trời mưa. Bà con thấy đi lại cũng rất là đông quý vị. Đây thì quà thư sẽ quay cho chúng ta cùng xem hôm nay như thế nào nha quý vị. Rồi, như mọi người thấy nè, bữa nay mưa quý vị, mà ngày 16 đó thì bà con đi cũng thấy khá là đông rồi. Mà lễ ngày 18 tháng 5, tức là ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy, một vị cứu tinh của nhân loại đã ra đời cứu chúng sanh trong cái đời hạ nguyên mạt pháp, và cũng như là với một cái sứ mệnh xuống dưới trần gian này, thì vì thời cơ đã đến nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Đức Thầy đã ngài đã khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Không quý vị, tức là ngày 18 tháng 5. Thì đây, như mọi người thấy quá đông rồi, mà trời mưa luôn quý vị ơi. Đây là nhà lưu niệm. Còn ở đây thì mọi người thấy phía trước này chính là ngôi chùa An Hòa Tự. Bữa nay là mưa lớn tầm tã luôn đó quý vị, quá lớn luôn. Thường về đây dùng quay như thế này thì đôi khi nếu mà có gì sai sót thì mời cũng như là mong quý vị và các bạn chúng ta thông cảm nha quý vị. Su anh đi ra hả? Bẻ đi ra đi mình nè, rồi đi ra hay vậy? Nhìn vòng như nãy giờ đi mình nè. Ủa rồi anh định đâu? Em vòng đi, em vòng. Anh định đi ra hả? Dạ, đổ hoài thương. Đổ hoài hả? Dạ, đổ hoài thương. Đây chùa An Hòa Tự. Rồi, giờ đi ra hả dạ? Đi vòng đi, đi vòng chiếc vòng đi. Dạ, đúng rồi. Tôi ngủ đâu? Tôi. Tôi ngủ ở bên kia kìa. Dạ. Mưa quá mưa. Sao lại định ngủ? Em định không định ngủ? Có ngoài kia. Sao kể tới kìa. Vậy hả? Thôi, vậy em đi nha. Hôm nào ấy cho quay gọi với anh em uống cà phê. Rồi. Quay bà con xem cái. Trường trung cấp ở đây thì đồ cơm chay này kia quý vị rất là nhiều. Hôm nay là ngày 16, như mọi người xem á thì có thể thấy rằng trời mưa, mà mưa tầm tã luôn quý vị ơi, mưa lớn từ chiều tới giờ luôn, bây giờ mới bớt thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi dài vào nơi gọi là tổ đình, chúng ta cùng xem như thế nào hen. Thì đây là cái đoạn đường đi vào, ở đây là ấp Trung Hòa, Tăng Trung, Phú Tăng, An Giang nha quý vị. Thì có một số người nói quay không có cho biết thông tin á, thì bây giờ Hoài Thương chia sẻ rồi thông tin đó, cái địa chỉ là như vậy. Thì bà con ở khắp nơi, nếu mà chúng ta có dịp đến nơi đây An Giang trong mùa lễ này thì chúng ta đến nha, rất là vui quý vị. Ngày mai mới bắt đầu vào lễ nha, ngày mai là ngày 17. Quá mưa rồi. Trước mình đang có một chiếc xe hoa,
xe diễu hành quý vị. Đây, người ta diễu hành. Quá đẹp. Bây giờ mình sẽ đi qua tổ đình cái đi, chút quay về xe qua vòng sau mọi người ha. Thường thì mỗi một ban trị sự là người ta sẽ có một cái xe qua như vậy để mà người ta gọi là đi diễu hành nữa quý vị. Thì đây người ta có những cái chạm gác, ta không có cho những cái xe này đi lưu thông qua quý vị, tại vì đông á. Đó, như mọi người thấy đây nè quý vị. Đó, thấy không? Đó. Bác gác gì trời mưa gác luôn hả bác ha? Ờ, quý vị thấy không? Hết sức luôn nha quý vị. Rồi chúng ta đi dài dài vô nha. Dạ, rồi, kính thưa quý vị và các bạn, như mọi người thấy, đây là một chiếc xe hoa rất là đẹp quý vị. Ở xã Phú Xuân, cho hội Phật giáo Hòa Hảo ban trị sự xã Phú Xuân nha. Đó, như mọi người thấy. Wow. Theo mô hình đó là rồng ở trên đó quý vị. À, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Y như thả luôn nha quý vị. Rất là đẹp. Từ bao lâu mới xong hoàn thành anh hả? Ủa, cũng tính giờ 6-7 người luôn, 10 mấy ngày. À, mấy ngày là hoàn thành luôn. Thôi thôi, mình đi diễu hành, chị nào mình đi anh? À, bữa 16. Mấy? 16 à... Không, bữa nay 16 rồi nè. Không có, bữa 18 thằng chương trình đi luôn. À, vậy nha. À, rồi bắt đầu là bữa nay chạy lên đây ha. Tập trung ở đây hết. Tập trung ở đây hết. Tất cả xe qua tập trung ở đây hết. À, đâu quý vị. Wow. Âm thanh này kia hết là hết sức là đặc biệt luôn nha. Ôi, mọi người thấy không? Mưa thì mưa nhưng mà bà con đến đây rất là đông nha quý vị. À, quá đông rồi. Trời mưa thì trời mưa mà bà con tới thì bà con tới nha quý vị. Không ngại đường xá hay là như thế nào cả. Ở trên nó có một cái bét á, nó phun ra, nó giống như là tạo hình phun sương quý vị. Rất là đẹp, giống phun nước vậy. Thường thì mỗi năm phun những cái vòi nước kia nó rất là mạnh, thấy nó ướt tùm lum hết trơn. Hôm nay người ta chế theo như cái kiểu này á, nó rất là đẹp nha. Đại lễ 18 tháng 5. Xíu nữa thôi bà con chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng tất cả những xe qua tập trung ở đây rất là đông nha quý vị. À, à. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi dài dài ra phía sau nha quý vị. Đây à, ở phía sau này thì rất là rộng, có nhiều xe qua tập trung bắt đầu trở lại đây rồi quý vị. Ở đây thì mỗi một ban trị sự đều có một cái xe qua trở về đó cô. Yeah. Cô thấy cái xe qua nãy đằng trước nó như thế nào cô ạ? Đẹp. Rất đẹp ha. Yeah. Ở đó xã Phú Xuân. Dạ. Yeah. Yeah. Cô ở đâu?
Dạ ở Phú Thuận. À Phú Thuận hả? Dạ. Là cũng là ở trong An Giang, cũng là huyện vòng vòng khu Phú Tân này không? Dạ. À cũng là chắc cũng sẽ có một cái xe qua ba chị sự mình qua ha cô ha. Dạ. À cô ở đây chừng nào cô về? Con à vậy ha. Dạ, cảm ơn cô nha, chào cô. Dạ đổ ngoài thương chứ. Dạ. Ô ô xe chân chung thầy quý vị. Ô hello. Quá quý vị. Quá đẹp. Thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đây Châu Ngọc của Đức Thầy. Quá đẹp. Một chiếc xe hoa như thế này thì chúng ta thấy rằng rất là công phu quý vị. Đó người ta để cho một chiếc xe tải đó, người ta trang trí, người ta thiết kế mà người ta làm thành một cái hình, một cái dốc dáng như thế nào đó rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Đó quý vị. Ở đây thì mọi người thấy nè, hoa người ta cắm nè quý vị, vòng vòng xe luôn đó. Thấy không? Trời ơi. Đại lễ 18 tháng 5 84 năm nha quý vị. Khai sáng lên đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ở đây vòng vòng mấy khu vực này là người ta ngủ nghỉ hết luôn rồi quý vị. Tức là không có còn chỗ trống nữa đâu. Từ cái hành lang hay là cho tới tất cả ở trên lầu luôn. Đó, đây là đều có chỗ ngủ nghỉ hết. Người ta ba tánh thập phương người ta đến đây quý vị. Rất là đông. Ở phía bên này thì người ta đẩy những cái chạy những cái gian hàng này, cơm bún cháo hủ tiếu nước này kia từ thiện. Ồ quý vị, cà phê. Cà phê. Uống một ly tặng hai ly luôn. Chạy rồi, chạy được cà phê luôn chạy. Đi đâu hả? Đẩy đây nào hả? Cơm trước nè. Đi hả? À. Em cho nước ở ngoài trước á, làm cái cảnh anh em cà phê. Để gì lâu thiệt ông ơi không? Cà phê mới ra bọn con ngon quá ngon luôn quý vị. Cà phê sạch luôn hả? Ô bạn coi cho anh xin ly cà phê đi. Trời ơi, rồi cảm ơn em. Rồi Hoài Thương xin mời quý vị chúng ta là cùng với Hoài Thương thưởng thức cái ly cà phê này quý vị. Trời ơi, cà phê nó ngon từ cái tình nghĩa luôn á anh. Cái tình con người Phật giáo hoàn hảo. Hết sức đậm đà luôn nha. Đó. Cà phê lên trai ơi. Đó, đó, ngon. Ơi, chị ơi, chị chào cà phê chứ. Ngon con. Ngon hả? Thấy không quý vị? Đoạn của mình ở đâu mình phát vậy chị? Đây với Đồng Tháp. À, vậy hay kết hợp lại ha. À. À, quá quý luôn rồi. Bà con đi chúng ta nhớ dài dài gần sau nè. Bằng đẩy nước này nó sẽ đẩy đi nè đó. Những gương mặt quay quay cái bà bác đó chuyển đòn kìa. Gương mặt cái bà bác chuyển đòn rồi. Chuyển đòn tư vấn rồi. Chuyển nha. Cà phê trả lời luôn anh ơi. Cà phê mấy cà phê nữa nha. Ok ok. Có cà phê. Có đừng có cái nào đừng lấy đường không cho em xin cái. Là cà phê này có đường sẵn rồi. Rồi. Em uống cà phê không đường. Rồi cảm ơn mà cái này rất là ngon nha. Dạ. Đúng rồi, ngon thiệt, cà phê sạch. Cái mùi nó thơm. Cà phê này cà phê rang hạt á. Dạ. Dạ, miễn phí. Dạ. Mình cho định khi nào mình nghỉ con? Tới 18 mới nghỉ ha. Trời ơi, quá quý luôn rồi. Bữa 14 tới nay hả?
cô cho giữ thương đội của con nữa, đội của con cho nước suối ngoài kia mà mới bắt đầu quá rồi hôm qua à. Dạ quá ngon rồi. Ngoài kia tao muốn lăn nó ngoái kìa, tao muốn xe dài dài vô quý vị, tao đi dài dài ra. Ở đây có những cái xe qua nữa nè, ơi mình qua bên xe qua này coi coi nè, thấy cô này có mái tóc. Cô có mái tóc ngộ quá ta, cô cho con quay cái cô chị hả. À. Ở bên này có những cái xe hoa rất là đẹp quý vị, ở xã Phú Hưng, tức là những cái ban kỹ sự thì người ta sẽ đến đây để mà kính mừng cái mùa đại lễ này ngày 18 tháng 5. Quá đẹp rồi, xuất sắc. Ở đây thì có tôn chỉ hành đạo. Ủa sao tắt rồi, chưa kịp quay nữa. Mô Phật, ủa vậy? Chú ơi, chú tắt rồi hả? Xe nó bị chạm sườn hết rồi, không dám cho trái luôn. Trời ơi. Ủa vậy sao ghê vậy? Bị giật nữa hả? Trời ơi. Nguy hiểm vậy. Ê, xe qua vô. Tại vì cái này người ta sử dụng điện sóng á quý vị. Cho nên á là người ta sẽ là coi khi cái nguồn điện bị chạm á. Chết rồi trời ơi. Bị ông tài xế chơi rồi. Nhỏ nói nước tỉnh uống. Wow, quá đẹp luôn. Kìa vô kìa, xe qua vô nữa kìa. Phỏng theo cái hai bài chân đó quý vị. Mô Phật. Thôi. Lại nè. Tiêu sáng giờ ở đây nè. Đi hả? Thôi. Đang quay. Mấy đứa dùng xe kìa. Hả? Mấy đứa chắc như vậy dùng xe kìa. Chắc như vậy à. Đẹp lắm. Thôi này có đi núi với đồng không? Không? Không anh, đây đi bữa hổm về cái gì thôi. Dạ. Quá rồi ha. Bây giờ dạy cái này cầm giùm em luôn ơi, quay luôn ơi. Hôm nay làm cameraman nha. Cameraman luôn. Bây giờ dạy ra luôn, đi dạy theo luôn. Hai bà chân đó quý vị. Quá đẹp quá quý vị. Đẹp ha. Đẹp thiệt luôn nha. Đắt lên trời.
nước Nam cầm cứu, người nhớ ai cùng nước Nam thờ bất tử. Sao đẩy đẩy vậy đó, có sao không chị? Xin lỗi nha. Sẽ làm như thế nào đó nữa đó quý vị, ta đang điều chỉnh lại một cái gì đó. Thằng giáp rồi đó em. Đúng rồi, quả thật sự là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mà vô duyên nó diễn bất tương phùng nha. Là có duyên ngàn dặm cũng gần, mà không duyên bằng dầu cách bằng trăng cũng lìa nha. Đó. Dạ. Yeah. Thật sự ra là. Ừ? Không, anh ở cái nhà của chị gia đình bên này. Đúng rồi, có người quen trong vòng khu vực này, em cũng có người quen. Bên này yêu công cho anh mấy ngày? Anh phát nước từ thiện ở ngoài này nè. Vậy hả? Anh cho 15 tới giờ, 14, 15 tới giờ. Không, anh mới lên bữa nay.